Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sở Y tế tỉnh Lào Cai vừa có công văn gửi đến các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, trung tâm y tế về việc tiếp tục cử cán bộ thực hiện hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19. Sở Y tế yêu cầu giám đốc các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ y tế trên tinh thần tự nguyện đăng ký giao nhiệm vụ tham gia công tác điều trị người bệnh COVID-19 trong các bệnh viện dã chiến, dự kiến thay thế đoàn 1 tại tỉnh Bình Dương. Mỗi bệnh viện cử một kíp điều trị gồm một bác sĩ, hai điều dưỡng hoặc tương đương điều dưỡng. Bệnh viện Sản Nhi cử 2 kíp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 3 kíp điều trị người bệnh COVID-19. Từ tháng 6 đến nay, tỉnh Lào Cai đã cử 3 đoàn công tác với 122 cán bộ y tế tình nguyện đi hỗ trợ chống dịch tại tỉnh Bắc Giang, Bình Dương, Đồng Nai. Đến nay, cán bộ được cử đi hỗ trợ chống dịch đều đã và đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Vào chiều nay 31 tháng 8 tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ tiếp nhận chính thức những nguồn ủng hộ cho chương trình Triệu túi an sinh do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai. Dự kiến buổi lễ sẽ tiếp nhận được nguồn tiền hỗ trợ lên tới 23 tỷ đồng. Một triệu túi an sinh là các thực phẩm thiết yếu với trị giá 250.000 đồng một túi sẽ được chuyển tới tận tay những hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh túi quà an sinh, người dân sẽ còn được nhận thêm cả túi thuốc an sinh là các loại thuốc cơ bản để phòng chống dịch COVID-19. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm An sinh tiếp tục chuyển 101.701 túi an sinh đến các quận huyện và thành phố Thủ Đức để hỗ trợ người dân khó khăn. Trung tâm An sinh cũng đã phối hợp với các nhóm thiện nguyện để hỗ trợ 2.837 phần quà đến các hộ dân. Mỗi phần quà gồm gạo, dầu ăn, trứng, nước tương, nước mắm, bột nêm, đường, cam, rau củ, sữa. Những hộ có trẻ nhỏ, bà bầu, người già yếu, bệnh tật cũng được hỗ trợ thêm 5 lốc sữa. Để đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, Sở Y tế đã lên kế hoạch và yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo các công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Cụ thể, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phân công thường trực theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính hậu cần và trực bảo vệ tự vệ. Danh sách cán bộ trực được niêm yết tại các khoa phòng, chuẩn bị chú đáo các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh trong những ngày nghỉ lễ, đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu đều được khám và điều trị kịp thời. Trong công tác kiểm soát dịch bệnh, cần tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, giám sát dịch tễ tại các tuyến thôn, xã, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát thị trường, đảm bảo nguồn cung hàng hóa, giá cả ổn định, đặc biệt là các trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch. Nhiều năm kinh doanh thuốc và trang thiết bị vật tư y tế, siêu thị thuốc này luôn tuân thủ việc niêm yết giá, bán hàng đúng giá niêm yết và đảm bảo chất lượng hàng hóa, không găm hàng, đầu cơ, tích trữ. Cửa hàng chúng tôi luôn cái hàng hóa là luôn đảm bảo chất lượng, có giấy tờ và đỏ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo là đối với khách hàng là hàng chúng tôi bán không tăng giá, bán theo đúng giá niêm yết và đúng theo quy định của nhà nước và pháp luật ạ. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu sử dụng vật tư thiết bị y tế ngày càng tăng cao khi dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng đã tìm cách trà trộn, vận chuyển, mua bán các sản phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời ký cam kết với hơn 110 hộ kinh doanh vật tư thiết bị y tế về việc niêm yết giá sản phẩm. Giám sát các cái cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế trên địa bàn và yêu cầu là phải niêm yết giá và bán theo đúng giá niêm yết, và thứ hai nữa là phối hợp với lại các cái cơ quan y tế, cơ quan công an và chính quyền địa phương để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cái hàng hóa lưu thông và bày bán ở trên thị trường. Từ đầu năm 2021 đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã phát hiện xử lý 3 vụ buôn bán vận chuyển vật tư thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ 5 máy tạo oxy, hơn 9.600 viên thuốc cúm hỗ trợ chữa bệnh COVID-19 và trên 8.300 bộ quần áo bảo hộ y tế không chứng minh được nguồn gốc. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, công tác tuyên truyền đến nhân dân về những phương thức thủ đoạn của các đối tượng về buôn bán hàng giả và những mặt hàng liên quan đến buôn lậu và đến những cái trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.
Việc tăng cường kiểm tra quản lý vật tư, trang thiết bị y tế trong điều kiện dịch bệnh vẫn có những diễn biến phức tạp, sẽ góp phần ổn định thị trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, không gây hoang mang trong dân chúng và tạo thêm cơ sở để việc phòng chống dịch được hiệu quả. Trong tháng 8, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định. Các nhà máy thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, góp phần giảm tác động tiêu cực tới sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước đạt trên 4.100 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm 2021 ước đạt gần 27.000 tỷ đồng, bằng 66,78% kế hoạch và tăng 13,57% so với cùng kỳ năm 2020. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai hoàn thành cấp điện cho 56 trên 87 thôn. Hiện còn 31 thôn đang được tiếp tục triển khai đầu tư. Dự kiến đến cuối tháng 8 sẽ có 12 thôn được đóng điện và đến hết tháng 9 sẽ hoàn thành đóng điện toàn bộ 19 thôn còn lại. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Điện lực huyện Bảo Yên đã tích cực triển khai áp dụng nhiều giải pháp số hóa, công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng phục vụ, độ tin cậy trong cung cấp điện năng cho khách hàng. Là đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông lớn của huyện, hiện nay trên địa bàn huyện Bảo Yên đang có 50 trạm BTS phát sóng Vinaphone do VNPT Bảo Yên quản lý. Trước đây, việc giao dịch được thực hiện trực tiếp, số lần phải đi lại giữa cán bộ VNPT huyện với Điện lực huyện là khá lớn. Tuy nhiên, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp số hóa như thanh toán không sử dụng tiền mặt, phần mềm, ước tính sản lượng điện, mọi giao dịch đều được thực hiện trên nền tảng Internet đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc của cả hai đơn vị. Hiện nay chúng tôi đã có thể tra cứu được từng điểm, từng xã, từng khu vực, từng trạm phát sóng là sản lượng tiêu thụ điện là bao nhiêu, có những đột biến nào trong tháng để chúng tôi có thể có biện pháp để có nguồn điện dự phòng. Thứ hai nữa là về cái app, những cái app của điện lực có rất ưu điểm là cái tin nhắn, SMS, Zalo có thể thông báo đến cho các hộ gia đình và các doanh nghiệp là cái trạm điện này ngày hôm nay sẽ tạm ngừng cắt điện hoặc ngày mai tạm ngừng cắt điện để bảo dưỡng dịch vụ. Thì chúng tôi có những cái biện pháp để dự phòng. Đấy là cái ưu điểm rất là nhiều so với chúng tôi. Hiện nay tổng số khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện là trên 26.000 khách hàng. Đơn vị đã thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt xong 100%. Với việc thanh toán không sử dụng tiền mặt, mỗi tháng khi đến kỳ phát sinh hóa đơn tiền điện, việc thanh toán sẽ được trích nợ hoàn toàn tự động qua hệ thống ngân hàng. Người dân không phải đi đến các điểm thu tiền điện. Đầu năm 2021 này tôi có lập gia đình và có đăng ký lắp điện mới. Và tôi đã đăng ký rất là nhanh chóng qua cổng dịch vụ công. Nhanh chóng, dễ hiểu và chăm sóc khách hàng rất tận tình. Trong vòng 3 ngày gia đình tôi đã có điện. Ngoài ra 100% đồng hồ đo điện trên địa bàn đã được thay thế bằng công tơ điện tử, đo xa. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, công khai, minh bạch trong cung cấp điện cho khách hàng. Bên cạnh đó, việc vận hành lưới điện cũng hoàn toàn thực hiện trên nền tảng Internet. Về công tác chuyển đổi số thì mang lại hiệu quả rất lớn cho công tác phục vụ cho khách hàng và quản lý vận hành lưới điện. Số thời gian mà người công nhân phải bỏ ra giảm đi khoảng 30-40%. Cái thứ hai nữa là dịch vụ về cấp điện thì là cũng giảm đáng kể, rút ngắn từ 7 ngày chỉ còn có 2-4 ngày làm việc. Với kế hoạch, mục tiêu chuyển đổi số rõ ràng, nội dung chuyển đổi số theo kế hoạch của Công ty Điện lực Lào Cai đang được Điện lực huyện Bảo Yên dần hiện thực hóa với ưu tiên quan trọng nhất chính là mang lại các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng sử dụng điện. Lực lượng chức năng Công an tỉnh vừa bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép 2 bánh heroin. Theo đó, tại khu vực thôn Bản Cầm, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện một đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 bánh heroin được bọc trong một túi ni lông màu đen và một số tài liệu khác liên quan. Qua khai thác, đối tượng khai nhận là Ma Xeo Cu, sinh năm 1982, trú tại thôn Bồ Lũng, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương. Trước đó, Ma Xeo Cu đã mua 2 bánh heroin trên với giá 280 triệu đồng của một người không rõ tên tuổi. Đối tượng Ma Xeo Cu đã từng có tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.